chào các anh em đồng ngư nhé. Đã quay lại với kênh YouTube của mình, lại là mình đây, Vĩ đây. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với kênh YouTube của mình, lại là mình đây, Vĩ đây anh em. Thì hôm nay mình đi công trình anh em à, mình qua công trình của nhà anh Quang. Hiện tại anh Quang á, là đang cho tiến hành là xây dựng một cái coi ở trên sân thượng, cụ thể là trên tầng 3 anh em. Thì hôm nay mình qua công trình, mình xin phép mình quay lại cái kết cấu của hồ cũng như là hệ thống đường ống và những cái vấn đề nào cần lưu ý khi mà xây dựng hồ cá coi ở trên sân thượng, thì mình cũng xin phép được chia sẻ với anh em để anh em có thể tham khảo qua. Nếu anh em mà có ý tưởng á, làm một hồ cá coi trên sân thượng thì anh em cũng có thể làm được anh em nha. Nào, còn bây giờ thì anh em cùng theo chân mình lên trên sân thượng để xem một hồ cá coi của nhà anh Quang anh em nha. À, anh em nếu thấy video này của mình hay và hữu ích thì anh em nhớ cho mình xin một subscribe và một like nha anh em. Cảm ơn anh em. Công trình đang thi công anh em ạ. À, cũng khá là bừa bộn nữa anh em. Đây là anh chủ thầu cho công trình bên đây nha anh em. Chỗ anh em xây dựng lại với nhau. Đây thì mình lên trên tầng thượng nha. Nhà đang trong quá trình là xây dựng hoàn thiện phần thô anh em ạ. À, còn mình lên để xem được mẫu hồ. Rồi đây nha anh em, trước khung hình của anh em á là cái con hồ cá coi trên tầng thượng anh em, mới vừa đổ bê tông xong đây, trước khung hình đây. Rồi cái thước của hồ anh em à, rồi cái chiều rộng đây á, rộng từ đây qua đây đó, chiều ngang đó là 28 nha anh em. Còn chiều dài á, từ đây qua bên kia là 48 anh em nha. Giờ mình sẽ quay cận cảnh hơn để cho anh em xem về cái mẫu hồ này nha. Đây view sân thượng đây anh em. Sau nhà là sông cái của Nha Trang anh em ạ. Dự kiến là hồ sẽ xây theo cái phương án là hồ hiện đại, tức là sẽ đổ bê tông nguyên khối luôn, rồi ngay chỗ đây nè, từ cạnh này qua cả bên này là sẽ tiến hành làm ốp kính anh em ạ. Ốp kính cường lực dày 15 ly và trên cái kính đó sẽ có bọc sắt anh em ạ. Đây mình sẽ để một mẫu trên màn hình nha, đây anh em có thể theo dõi qua cái mẫu đó. Đấy thì anh nhà anh Quang sẽ tiến hành là làm mẫu hồ cá coi theo cái phương án là cái mẫu mà mình mới vừa để hiện trên màn hình đó. Rồi về kết cấu của hồ cá coi của nhà anh Quang á, thì mình đầu tiên mình nói về cái phương án xây dựng trước nha. Khi mà xây một cái hồ coi trên sân thượng á thì anh em phải hết sức lưu ý về vấn đề là thấm và cũng như là vấn đề kết cấu. Tại vì sao? Và khi là hồ cá coi ở trên cái sân thượng anh em à, là nó khi nó vận hành á, về lâu về dài á, nó sẽ tạo ra câu chuyện là cái nhà của mình á, nó sẽ chuyển người, nó chuyển. Và khi nó chuyển mà anh em xây bằng gạch á, mà anh em xây không kiên cố thì nó hồ cá coi của anh em cũng sẽ chuyển luôn. Và bao nhiêu tấn nước như vậy á, thì mà nó chuyển á, thì rất dễ dẫn tới tình trạng là cái tường thành hồ của anh em á bị tình trạng rơm nứt. Rơm nứt là khi nó thấm một phát và khi đó sửa rất là khó nha anh em. Còn kết cấu của nhà anh Quang thì mình có tư vấn để làm rất là kỹ. Mình thì tư vấn về vấn đề là kết cấu xây dựng cũng như là đường ống lọc. Còn vấn đề mà xây dựng á thì anh Quang cùng anh thì cùng các anh thợ xây để triển khai. Đấy. À, đầu tiên mình nói về vấn đề kết cấu trước thì ở dưới cái sàn này anh em, cái sàn nhà sẽ không tính nha anh em, sàn nhà sẽ là riêng. Còn riêng cái phần hồ cá coi là sẽ là một khối thống nhất, đổ bê tông thành từ trên từ thành nè
xuống dưới đáy luôn. Là ở dưới đáy á, là tiến hành là đang sắt 10 dày 2 lớp, kẹp giữa là lớp ống, rồi sau đó là ngăn cốt pha, ngăn cái tấm gỗ ván gỗ này đây anh em. Và đây tiến hành là đổ bê tông. Bê tông của tường hồ này thì dày là 200 anh em ạ. Thì ngay ở dưới câu chuyện qua đang sắt á, là sẽ tiến hành đang sắt lên luôn trên thành để tiến hành là ngăn cốt pha, đổ bê tông cho thành luôn. Thì thành mới vừa đổ, giờ mình sẽ quay lại gần cảnh hơn để anh em có thể thấy. Đây nè, đây là những cái tấm ván ngăn cốt pha đổ bê tông. Đây nè, anh em thấy đó, đây, mới vừa ngăn đây, tường mới vừa khô thì cũng mới vừa gỡ ra, anh thợ mới cho gỡ ra một ít thôi. Đó, anh em thấy đó, cốt pha này, ván đây, ván đây, đấy, ngăn đổ bê tông nha anh em. Còn cái này là một đoạn để tả ly ra chồm ở phía mặt hồ. Để làm gì? Để về sau mà sẽ tiến hành là làm một cái tiểu cảnh nhẹ hồ Nông Bộ lên trên cái khung, cái quang cảnh này, hay cái tả ly này, để khi mà có một cái thác ở đây nè, thác ở đây nè, nó chảy cốc bách xuống hồ để tạo cho cái sinh khí về gia chủ. Và đó là một cái điều của anh Quang cũng muốn khi mà thiết kế cái mẫu hồ cá coi này, muốn hướng tới. Thì bây giờ là những hệ ống nó vẫn còn hiện hữu ở trong cái hồ á, thì mình sẽ nói qua một tí nha. Hệ ống của cái coi của nhà anh Quang về chiều ngang á, mình nói lại một tí nè. Chiều ngang qua đây là 28, và chiều dài đây á, ở trong đây đó là 48 anh em nha. Còn hệ ống á, sẽ bao gồm như sau, bao gồm có hai ống hút đáy phi 90 đây, một ống hút đáy đây, rồi hai ống hút đáy đây phi 90 anh em nha, và hai ống hút mặt phi 90 luôn anh em ạ. À, đi hút mặt 90 luôn cho nó khỏe, một hút mặt 90 nè, rồi và một hút mặt phi 90 đây nha anh em. Đó, tổng cộng là có 4 đường ống, hai đáy, một đáy, hai đáy và hai mặt, một mặt và hai mặt. Còn đây là hút lẫn đây nè, đây là có một cái ống hút lẫn, ống lẫn thế này, lẫn phi 60 để cho nó hút những cái cặn cấu trong hồ rồi anh em nha. Còn kèm theo đó là có một cái đường ống oxy. Đường ống oxy á, thì anh người tư vấn cho anh Quang á, là cho chạy nó nằm ở dưới chân thác luôn anh em. Đường ống 21 này anh em. Đó, đường ống oxy rất là đơn giản anh em. Ống oxy là anh em sẽ chạy một đầu là để trong hồ, và thường sẽ bố trí dưới chân thác. Ống 21 anh em cái chừa nó ngóc lên như thế này. Đó. Còn một đầu còn lại thì anh em muốn tiện thì anh em nên để gần bên chỗ cái khu của hầm lọc á, để về sau mà anh em có lắp những cái hộp điện á, anh em bỏ cái máy oxy vào thì nó cũng đỡ mưa nắng hơn. Tại máy oxy mà anh em đã tiếp xúc với nước là nó dễ hư lắm anh em. Đó. Đây anh em nha. Thì khi mà kết nối thì cái đầu này sẽ kết nối về cái máy sủi oxy và cái vòi của máy sủi oxy. Còn đầu bên này thì kết nối thành vào cái đĩa của sủi oxy. Đó. Máy bên kia nó hoạt động thì bên đây nó sủi thôi. Rồi, đơn giản vậy thôi. Thì khi đổ bê tông á, là anh Quang là cho đổ nguyên khối luôn. Anh em thấy đó, nó liền khối hết nhau luôn. Thì trong khu vực này sẽ cho ngăn lại một vách ngăn, xây tường gạch thể từ 10 thôi cũng được, ngăn lại khu vực này để làm thành hầm lọc. Thì trong hầm lọc này thì mình có tư vấn cho anh Quang á, là do diện tích nó nhỏ nên làm lọc 3 ngăn thôi. Ngăn thứ nhất á, bên đây là ngăn chổi nha, tất cả là 5 đường ống, gồm hai ống hút mặt và hai ống hút đáy phi 90 và một ống hút lẫn nữa, là 5 đường ống. Tổng cộng 5 đường ống này tập kết hết về bên ngăn lắng này. Bên ngăn lắng này sẽ tiến hành là đặt chổi này và đèn UV này. Sang ngăn thứ hai ngăn lại là đặt siêu mắt. Ngăn thứ ba bên đây là tiến hành là làm một tấm siêu mắt ngăn qua, và để thêm đó một ngăn là sứ thanh, và kèm theo đó là sẽ có hai con máy bơm. Ở đây sẽ có hai con máy bơm nha anh em. Dự kiến là sẽ dùng bơm lớn luôn để cho cái lực nó khỏe, là dùng con BG60 là để cho nó cấp nước qua đây. Để đường ống chạy thì đường ống 60 để nó thổi về luồng. Luồng thì nó gồm có hai cái luồng. Một cái luồng này và một cái luồng bên kia nha anh em. Đấy. Còn một cái phần còn lại là một cái bơm nữa, là bơm lên thác. Dự kiến là sử dụng bơm 25.000. Đây là cái ống đang chạy là ống phi 42 bơm lên thác anh em.
Đấy. Thì kết cấu của hồ như vậy. Mình có thể tham khảo qua. Hồ mà đổ bê tông anh em à. Khi mà anh em làm anh em sẽ hạn chế được vấn đề là chống thấm. Và cái thứ hai á là anh em chơi nó cũng tự tin và anh em khỏe hơn. Về cái yếu tố là đỡ phải nghĩ nhiều đau đầu về vấn đề là chống thấm cho hồ. Khi đổ bê tông thì hầu như là khó thấm lắm anh em, thì là thấm rất thấp. Nếu mà có thấm thì anh em chỉ cần xử lý nhẹ một tích đi một tí về câu chuyện chống thấm là hồ nó ổn thôi. Còn dự kiến là anh em à, ngay vô khu vực này nè, đây ở khu vực này, đây, mình sẽ quay xa tí xíu anh em tiện nha. Khu vực này nè, cạnh đây là sẽ tiến hành làm cạnh kính. Kính là kính 15 ly, kính dày 15 ly. Khi mà anh em lưu ý anh em làm kính anh em thì anh em sẽ cái đây thì anh Quang sẽ xây chồm ra một tí nha, để một cái kẽ hở tầm khoảng cỡ 15 cm, 15 cm thế này nè, kính sẽ để sâu vào khoảng 15 cm. Đấy, để 15 cm sâu thế này, cắm thế này nè. Thì cái kẽ kết nối giữa kính và tường bê tông này thì sẽ bố trí là bắn keo silicon anh em nha. Anh em nên nhớ là bắn keo silicon chứ không có dùng xi măng để kết nối nha. Thì khi dùng xi măng kết nối là nó không có giữ được cái vấn đề là kết cấu của kính liên kết với cái tường này, mà silicon nó sẽ tốt hơn. Đồng thời là nếu mà anh em dùng xi măng thì về sau về lâu về dài nó bị thấm nha anh em, thì nó rất là không hay. Thì anh em lưu ý về vấn đề này. Đó, bên này sâu vô 15, bên này cũng bám xuống 15 và bên kia cũng 15. Thì kính của anh em bắn ngang từ đây qua bên kia khác, rồi trên cái đầu kính đó, ví dụ như đây là cái kính thì chẳng hạn, thì trên cái đầu kính sẽ tiến hành là bọc inox dày xuống này một khúc này, bắn ngang qua đó, thì khi đó là hồ nó hoạt động rất là ổn, kính nó cũng chắc chắn hơn. Về cái câu chuyện tả ly này đó thì anh em hết sức lưu ý nha. Thì như trên cái màn hình của anh em đây là mình có quay một đoạn tả ly chồm ra phía mặt hồ. Một số hồ thì tả ly là nó chồm ngược ra phía bên ngoài mặt hồ, nếu mà anh em có diện tích đất rộng hơn, còn nếu không có diện tích đất thì anh em có thể chồm vào bên trong mặt hồ, lòng hồ cũng ok. Nhưng mà về sau á thì anh em nên nhớ nha, anh em phải làm một chạy một cái đường gạch, cái đường gạch thể 5 hoặc 10 cũng được, anh em thể dựng đứng lên chạy gạch thể 5 cũng được. Anh em làm một cái đường viền thế này nè, nó chạy bo hết cái cạnh này. Đó, nó chạy bo hết cái cạnh này qua bên đây luôn. Đó, để làm gì? Để làm gì? Để khi mà thác nó vận hành nó chạy nước anh em mà, thì nó trút xuống đây. Nước mà lỡ nó có tóe ra thì nó gặp cái gờ đó nó sẽ gom lại nó chạy xuống hồ. Đó. Thì anh em lưu ý về vấn đề này để khi mà thi công á tránh tình trạng là thấm. Tại vì khi mà cái hồ nó thấm anh em xử lý cực lắm. Rất là cực nhọc, và đi ra cái yếu tố thấm ở đâu rồi xử lý các khâu, đặc biệt là cá mà nuôi trong hồ thế này nè, thì bắt cá ra xử lý là cực lắm. Tại vì khi mà anh em xử lý cái hồ nó có xi măng anh em thì nó chảy xuống hồ, thì cá trong hồ của anh em rất dễ bị bệnh với cái câu chuyện xi măng non đó. Đấy, đó là những cái chia sẻ của mình xoay quanh câu chuyện là xây hồ cá coi này nha. Và cái độ sâu của hồ cá coi nhà anh Quang đây á thì có cái độ sâu rơi vào tầm khoảng là 75 anh em nha. 75, các đá mà chồng lên nữa thì rơi vào tầm khoảng 80. Trên sân thượng là cũng không nên làm cao quá. Chứa nước nhiều quá thì nó cũng ảnh hưởng tới câu chuyện là cái tầng mái, đi lên tầng mái nhiều cũng không tốt. Nên mình có tư vấn cho anh Quang là nên làm tầm khoảng cỡ 80 được rồi. Và trên đây thì về sau là anh Quang sẽ tiến hành là gác một cái mái che lên, để mái che lên và để cho nó giảm được cái lượng nhiệt lượng mà khi mặt trời nó tỏa xuống cái hồ này á thì nó cũng đỡ nắng hơn. Nên anh em cũng lưu ý nha, những cái hồ cá coi mình sân thượng á là anh em phải nên bố trí là có một cái mái che xuống để nó che bớt cái câu chuyện là nắng nha. Ví dụ như Nha Trang mình đang vào mùa nắng thế này thì rơi vào tầm nhiệt độ còn trên 30 độ C, 35 độ C, trên 35 độ C luôn đó. Thì cái lực lượng nó tải xuống hồ rất là nóng, phải có mái che để đảm bảo được cái câu chuyện là nó giảm được cái nhiệt lượng này. Nếu anh em thấy video này của mình hay á và hữu ích á thì anh em cho mình xin một like và một subscribe nha, để ủng hộ thêm tinh thần của mình.
để mình làm thêm nhiều video hơn nữa về chủ đề sân vườn và hồ cá koi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Hãy nhấn subscribe để theo dõi thêm nhiều video mới của mình nha. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ạ.